trên Facebook, mỹ phẩm được bày bán tràn lan dưới cái tên hàng xách tay và thật khó để nhận biết những mặt hàng đó có thực sự đúng chuẩn hay không. Khi mà mua mỹ phẩm em thường chọn cái nguồn hàng xách tay, gần đây nhất thì khi mà em mua vẫn cái shop đấy thôi và vẫn cái sản phẩm như vậy, thì khi mà em nhận cái sản phẩm đã thấy có cái gì đấy nó hơi khác rồi mọi khi rồi, nhưng bởi vì mình cũng tin tưởng, thế là mình cũng mua lên, thế là thành ra là mặt cũng không biết có phải là do cái sản phẩm đấy hay là do thay đổi thời tiết hoặc do các nguyên nhân khác thì mặt em cũng bị nổi mụn. Chợ Đồng Xuân, các gian hàng mỹ phẩm công khai bày bán đủ chủng loại phấn, son, nước hoa, dầu gội đầu, các loại kem dưỡng da, kem trang điểm, chì kẽm mắt, mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng mà giá chỉ bằng 1/20 giá sản phẩm hàng hiệu. Con cây này là của loại gì ạ? Toàn tên thương hiệu cho em. Loại đấy là 35.000 một thỏi. Là giá bán giá giao buôn cho buôn em. Còn này về em bán lẻ thì em phải bán 200-250. Loại này về nhìn chắc chắn. Đúng rồi. Loại này là giống như chị em ơi, lấy những cái tên này này. Tại các khu chợ đêm dành cho sinh viên, mỹ phẩm giả gắn mác thương hiệu nổi tiếng càng dễ kiếm. Hàng này là của Trung Quốc hả chị? Trung Quốc thì là giá đấy chẳng từ con xịn nào mà em hơn 30.000. Theo người bán hàng, hầu hết hàng đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong vai một người có nhu cầu mua số lượng lớn, chúng tôi được giới thiệu một đầu nậu mỹ phẩm ở cửa khẩu Tân Thanh. À, cho em, chị gửi hình mẫu cho em ý. Em tìm giá cả rồi em phải tính giá, em báo cho chị. Muốn một sở thị thủ phủ mỹ phẩm dởm, chúng tôi theo lời chỉ dẫn của một bà trùm chuyên buôn bán hàng lậu xuyên biên giới, tìm đường sang chợ Lũng Vài, Băng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Dừng chân tại một đại lý mỹ phẩm có tiếng ở Lũng Vài, chuyên cung ứng hàng về Việt Nam. Muốn mua bao nhiêu cũng có, toàn hàng đẹp, thương hiệu nổi tiếng. Mua nhiều thì chúng tôi sẽ đóng gói và có đường vận chuyển về Việt Nam cho. Mỹ phẩm vận chuyển vào thì gồm có hai loại. Thứ nhất là hàng do Trung Quốc sản xuất, nhập lậu. Thứ hai là hàng giả một số thương hiệu nổi tiếng. Thì thường là những cái hàng hóa này được găm cắm trên các xe chở khách với số lượng thì rất là nhỏ lẻ. Trong năm 2017, Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt – Lạng Sơn cũng đã bắt hàng chục vụ buôn lậu mỹ phẩm giả số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Vì mỹ phẩm là mặt hàng siêu lợi nhuận nên các đối tượng buôn lậu cũng ngày càng tinh vi hơn.